Bức này của em là gỗ hoàng đàn tuyết hạng sơn nên giá trị nó hơi cao anh ạ. Bao tiền bức này đấy? Bức này của em là vào 1 tỷ 1. Bức này nó to anh ạ, một nền khối nữa. Ôi cảm ơn em nhá. Đâu rồi, em xin lỗi anh nhá. Em ơi, sao lại báo anh ý tận hơn 1 tỷ như nào? Em thử check lại giá bức này ở trên hệ thống. Thì bức này hoàng đàn này, bức hoàng đàn nhỏ nhà mình đã vào hơn 200 rồi, bức này to em, này. Em check lại giá, check lại giá, check lại giá xem là bao em tiền. Em áng thôi, phải hơn 1 tỷ. Bao tiền? Bao tiền? 18 triệu rưỡi anh ạ. Bức này em xin lỗi anh nhá. Bởi vì bạn ý không biết. Bởi vì cũng nói thật với anh là hai cái dòng gỗ là rất giống nhau. Cho nên cái việc bạn ý bị nhầm giữa hai loại gỗ này là cũng đơn giản thôi. Thì cũng không giấu gì anh. Đấy, bức này thì ở trên hệ thống toàn bộ bên em là đang báo giá cho khách là 18 triệu rưỡi anh ạ. Đấy thì cũng giới thiệu với anh thì đây là một tác phẩm Phật Mẹ Quan Âm thì được làm trên dòng gỗ là Ngọc A. Và em cũng đang để mộc, và đặc biệt thì cái bức này nó cũng đã lên tuyết kín rồi. Đấy thì Ngọc Am và Hoàng Đàn cũng là hai dòng họ của nhau. Nên cái màu gỗ và cái mùi thơm và lên tuyết nó cũng tương đồng dẫn lẫn nhau. Nhưng mà có cái điều đây anh cứ thử trải nghiệm xem. Đấy anh em ngửi xem. Đấy cái mùi thơm của nó hơi bị nồng hơn so với lại gỗ Hoàng Đàn. Đấy anh nhá. Thì như em phải rút kinh nghiệm là sau phải check trên hệ thống giá cả các thứ xem là loại gỗ gì thì đâu căn bản khách hàng cho chuẩn chỉ. Em thấy giống Hoàng Đàn, mùi thơm với cả cũng lên tuyết, em tưởng Hoàng Đàn. Thế còn đây này anh này. Đây mấy anh em cùng trải nghiệm bên này Hoàng Đàn đây này. Đấy thì cái mùi của nó khác biệt hẳn luôn đấy. Đấy cái mùi của nó rất là khác biệt. Đây. Đấy cái mùi thơm của nó rất là ngọt đúng không? Thơm ngọt, nó dễ chịu hơn. Thế còn Ngọc Am thì cái mùi thơm của nó nồng hơn. Đấy. Thì anh em cũng phải toàn bộ anh em đang theo dõi cái video này cũng phải thật sự là để ý đến cái việc là giữa Ngọc Am và Hoàng Đàn, để hai dòng gỗ này cũng nhiều người ta thấy cái giá trị của Hoàng Đàn rất là lớn. Thế cho nên người ta dùng cái Ngọc Am để người ta lừa gạt. Thì đây cũng chỉ là một cái ví dụ nho nhỏ để anh em chúng ta có thể hiểu và phân biệt được Ngọc Am và Hoàng Đàn nhé. Thì cái mùi thơm đây, cái màu, cái tông màu của Ngọc Am thì nó sẽ có phần là tùy phôi thôi nhé. Có phôi nó đậm đấy, nhưng cái phôi này nó nhạt hơn và cái mùi của nó nó nồng hơn nhá anh em nhé. Còn Hoàng Đàn thì mùi cái Hoàng Đàn thì mùi của nó sẽ ngọt và càng ngửi càng thích như mùi nhân sâm. Còn của cái thằng Ngọc Am này thì ngửi nó nồng hơn, nó kiểu dạng như mùi thoảng qua là như mùi dầu gió đấy anh em. Và cái độ phả của nó rất là mạnh. À, anh em mình nhá, thì cái tuyết thì cả hai lại đều lên tuyết như nhau, bởi vì hai thằng này là họ của nhau. Nên khi anh em mình đi trải nghiệm hay đi mua Hoàng Đàn hay là đi mua Ngọc Am thì cũng phải hết sức rút kinh nghiệm. Nhưng mà chắc là chỉ có nhầm Ngọc Am thành Hoàng Đàn thôi, chứ không thể nào mà nhầm Hoàng Đàn bán thành Ngọc Am được anh em mình ạ. Ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều.